thần Cường nó cứ bán máy đẹp 400% hoài rồi những cái máy xấu không lại nó đi dục. Không có dục anh chị, em thanh lý ha. Nói tiếng thanh lý thôi nhưng mà chất lượng những cái con máy này và ngoại hình thì em phải nói là rất đẹp ha. Anh chị nhìn nè. Thì sẽ có lý do để mình thanh lý ha. Giống như cái con này là pin thay ngoài anh chị đó, pin thay ngoài và báo linh kiện không xác định. Thì khách hàng của em họ thay pin ở ngoài á, nhưng mà họ không có sạc cái cổ cáp pin zin lại, thành ra nó sẽ báo cái dòng này. Mà khách hàng của em nhìn cái dòng này ứa gan, không có ai mua đó. Những cái con máy này em sẽ chia rẻ hơn là những cái kia tầm khoảng 1 triệu mấy đó. Ngoại hình rồi đẹp hết anh chị ha, và mang tiếng là thanh lý nha. Nhưng mà em bán á thì cũng sẽ bảo hành 1 đổi 1 3 tháng cho anh chị mình, chứ mình đâu phải là vinh vô cái lý do thanh lý không có lợi nhuận rồi mình không có bảo hành hậu mãi gì cho khách hàng là đâu có được. Cái việc lời không lời là mình biết thôi, chứ khách hàng họ không biết, họ chỉ cần biết á là sản phẩm mình bán dùng ok nè, rồi á mình phải hậu mãi nọ kia cho khách hàng. Thực ra khách hàng không biết gì hết anh chị, trong cái nghề này là mình rành thôi chứ khách hàng không có rành đó. Con này cũng ở bên linh kiện không xác định luôn. Thì cái tiêu chí của em á, bán gì bán nhưng mà phải đảm bảo được cái chất lượng để cho cô chú anh chị sử dụng thêm vài năm nữa không nhúc nhích. Lúc đó mình cầm cái đồng tiền mình mới hạnh phúc được. Chứ bây giờ một cái sản phẩm mà xài không được, đi lôi ra thanh lý cho người ta rồi người ta xài 7 31 ngày cái lỗi lên lỗi xuống, anh chị coi sao được đúng không? Mình làm cái gì làm phải giữ được cái đạo đức trong kinh doanh anh chị. Đó, rồi đây là iPhone 12 này. Ngoại hình con này thì nó có cấn nè anh chị thấy không? Đó, có cấn ha. Nhưng mà cái pin con này thay á thì là nó không có báo linh kiện tại vì mình sàng lại cái cổ cáp anh chị. Đó, thành ra nó không báo. Thấy không? Chuẩn chỉ hết ha, nhưng mà con này nó có cấn góc nhẹ xíu nè. Thì em sẽ đọc giá một số máy cho anh chị ha, để cho anh chị mình nắm giá luôn. Cái con này là iPhone XR nè, cái con này là máy là 98% nha, nó có tróc sơn nhẹ nhẹ vậy nè đó, rồi pin thay rồi giá 3 triệu 9. Rồi là giống như con XS Max này thì là giá nó là 6 triệu anh chị ha, đó 64GB đó, máy đẹp hết anh chị nhìn đi, đẹp hết á. Rồi con này là 13 Pro Max, à cái con này là màn hình xanh và đã thay màn hình rồi nè anh chị, màn zin bóc máy nha. Và cái camera này cũng là từ một cái máy khác bóc qua thay lại cho nó, nhưng mà tại vì mình thấy ngoài mình không có đồng bộ ở trong hãng á, thì thành ra sẽ báo linh kiện không xác định, nhưng mà linh kiện là linh kiện zin bóc máy bỏ qua nha. Cái con này 256GB là 14.5, mình rẻ được tầm khoảng 3 triệu mấy so với cái hàng mà không báo hai cái dòng này anh chị ha. Chất lượng thì yên tâm nha, em Cường đã nói những cái hàng này chất lượng đảm bảo cho cô chú là sử dụng vài năm nữa không nhất, nó cũng như một cái máy zin nguyên bản thôi anh chị, chẳng qua linh kiện mình thay từ cái máy khác qua nó báo vậy thôi, chứ không có chất lượng không có dở đâu nha. Dở em Cường không bán đó, dở em Cường rã xác luôn. Rồi cái con này á là 12 Pro Max nè, đó em thanh lý nhưng mà nó là zin toàn bộ, đẹp keng luôn anh chị nhìn đi, cận cảnh đi em đó, anh chị thấy không, đẹp len keng luôn. 256GB nhưng mà tại sao em thanh lý? Em thanh lý vì lý do là cái màn hình này á người ta đã spa rồi anh chị, có nghĩa là nó bị trầy xước á, xong rồi họ cầm cái máy họ đánh để cho nó mất cái vết trầy xước đó đúng không, nhưng mà đánh nhiều quá thành ra bây giờ mình dán cường lực á nó không có ăn, hoặc là nó ăn rất là ít, hoặc là nó kén dán cường lực, mình dán vài miếng thì nó mới được một miếng, nó thành ra em thanh lý luôn. Tại vì mình bán mà mình không nói với khách là mình gạt, rồi thành ra mình phải nói thiệt chứ mới ngủ ngon được, chứ mà mình nói xạo cái là tối về mất ngủ liền anh chị. Đó, rồi đây em có một cái chiếc iPad 12.9 nè. À, cái con này ngon nha. 6 củ 9 thôi nhưng mà nó là zin nguyên bản luôn. Mà pin của nó chỉ có 80% thôi nha. Thường thì em Cường sẽ bán là một là pin mới hoặc là pin pin trên 85% em mới bán. Nhưng mà cái con này thì pin 80 xài vẫn rất là ok, pin cũng cầm nha. Xài tầm 10 11 tiếng bình thường, nhưng mà bây giờ mình thay pin thì là nó lãng phí. Mà bây giờ mình bán bình thường thì mình không đúng tiêu chí đó, thành ra em thanh lý. Pin con này vẫn ok, máy rất là đẹp đó, 6 triệu 9 thôi anh chị. iPad Pro nó là dòng iPad xài rất là mạnh ha. Cái này mà mua giải trí hoặc là mình làm edit video nọ kia trên con này là good luôn nha anh chị. Đó, thì những cái hàng mà anh thanh lý này, em Cường vẫn bảo hành 3 tháng cho anh chị 1 đổi 1 ha, chứ không có chuyện sửa chữa gì hết. Thứ hai nữa là không có máy đổ cho anh chị thì em sẽ là hoàn tiền luôn. Hoàn tiền đủ, không có mẹ một đồng nào của cô chú anh chị hết.